Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review xe ô tô thiện nhân. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay, kênh ô tô thiện nhân sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm xe tải van hoàn toàn mới của thương hiệu xe Photon. Cái thương hiệu Photon này đã quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nổi tiếng bởi một cái bên thứ ba, đó chính là Thaco Trường Hải. Các bạn có thể nhìn vào cái logo ở bên góc trái màn hình của mình. Với cái logo này, các bạn có thể là nhìn thấy cái logo này ở trên đường rất là nhiều, với những cái chiếc xe tải của Thaco như là chiếc xe Olin này, chiếc xe 2 tấn đến trọng tải 7,5 tấn là chúng ta sẽ hay bắt gặp cái logo này. Thì cái thương hiệu xe Photon là một trong những cái thương hiệu mà đã rất là nổi tiếng ở bên thị trường nước ngoài rồi. Photon họ có mặt ở khoảng 130 quốc gia, và ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta sẽ bắt gặp họ trên một cái thương hiệu thứ ba, đó chính là Thaco Trường Hải. Từ năm 2017 thì Photon bắt đầu liên kết vào bên thứ ba để cho ra mắt cái dòng xe tải nhẹ và xe tải van của họ, đó chính là Trường Giang. Thì trước mắt bạn là một cái sản phẩm hoàn toàn mới mà họ đã nghiên cứu và cho ra mắt, đó chính là cái dòng xe tải van của Photon có tên gọi là Photon Grand Tour TV22. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới và nó có rất là nhiều cải tiến so với các dòng xe tải van ở trên thị trường. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể là cùng mình đi tìm hiểu ngay bây giờ. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái ngoại thất của cái dòng sản phẩm này. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác so với những chiếc xe tải van khác. Ở đây là gì? Đó chính là cái thiết kế bầu tròn, thiết kế nó bớt nam tính hơn, nó bớt góc cạnh hơn so với những chiếc xe khác của Đông Ben hay là của Kenbo hay là của Suzuki. Chúng ta có một cái mõm dài ra như thế này. Chúng ta sẽ thấy là một cái mõm nó dài ra như thế này. Thì ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy nó hơi giống một cái đầu của một con cá. Đó, với cái phần trước xe chúng ta sẽ thấy cái hộp cụm đèn được kéo dài ra đến tận đằng sau lưng như này. Chúng ta sẽ có cái cụm đèn bằng pha cos bằng halogen, chúng ta có đèn xi nhan và đèn hậu. Cái thiết kế này thì ở nước ngoài, nhất là Trung Quốc thì nó rất quen thuộc rồi, còn ở Việt Nam thì cái dòng này mới ra và họ làm một cái thiết kế nó cũng khác biệt, nên chúng ta sẽ khi cái sản phẩm này chạy ngoài đường chúng ta sẽ thấy nó rất là nổi bật và nó sẽ không giống những cái dòng xe mà chúng ta đã từng thấy ở Việt Nam. Ok, mình giới thiệu qua một chút cái sản phẩm này sử dụng cái hệ thống thép cường lực phân tán mà Photon gọi là một trong những cái chất liệu thép tốt nhất có trên thị trường. Tốt như thế nào thì mình sẽ giải thích. Thứ nhất là nếu mà các bạn để ý một chút về các cái dòng xe tải nhẹ của các hãng khác như là Đông Ben hay là của Kenbo, sau khoảng 3 năm sử dụng thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần thùng xe, các bạn sẽ thấy là có những cái đoạn nó bị mục, bị rỉ. Thì đó là một trong những cái điểm yếu của cái hệ thống thép của các hãng khác. Còn với Photon thì sao? Họ sử dụng cái thép cường lực phân tán và nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nó sẽ như giống như các cái chiếc xe con ấy, mà chúng ta chạy trong khoảng thời gian dài nó sẽ không bị biến dạng thép đi. Thì đó là một trong những cái điểm mạnh của dòng sản phẩm này. Ok, vần về cái tổng thể về thiết kế bên ngoài thì chúng ta vẫn sẽ có một cái chiếc xe với kích thước khá là lớn. Lớn hơn so với Kenbo và lớn hơn so với Suzuki. Chúng ta có một cái lòng thùng lên tới 4m2. Lòng thùng khoảng 4m2 với cái chiều rộng và chiều cao cũng khoảng 1m4. Khá là tương đồng với kích thước của Đông Ben. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống sàn bằng sàn ở dưới này, chúng ta sẽ có một hệ thống sàn bằng thép, nhưng ở trên họ sẽ lót thêm một cái hệ thống da như thế này. Da này da lụn. Da như này thì chúng ta khi vận chuyển hàng hóa nó sẽ không bị trơn và chúng ta sẽ an toàn hơn. Thế nhưng mà sau một thời gian thì mình nghĩ rằng cái lớp da này nó sẽ bị bong chóc lên thì nó rất là xấu. Ok, về đằng sau thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái vẻ ngoài, cái đằng đuôi như này chúng ta nhìn thấy thị trường nó không có. Nhưng mà ai mà sở hữu chiếc này và đi ở trên thị trường thì nó là một trong những cái điểm tạo ra sự khác biệt. Với cái trọng tải là 950 kg, thì đây là một trong những chiếc xe tải van có cái giá thành rất là hấp dẫn. Và cái phân khúc của nó là một trong những cái chiếc, nó có thể coi là một trong những cái sản phẩm tốt nhất ở trong phân khúc mà nó đang đáp ứng. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống lốp rất là lớn. Lớn hơn rất nhiều so với Suzuki và thậm chí còn lớn hơn cả Đông Ben và Kenbo một cấp. Với cái hệ thống lốp 175R14
Còn với Đông Ben hay là Kenbo thì họ chỉ sử dụng lốp 175R13 thôi, nhưng là lớn hơn một cấp. Chúng ta có hệ thống nhíp nhíp này, em mình xem nào, nó là nhíp gánh hay là nhíp treo. Nhíp này là nhíp treo. Nhíp treo, chúng ta sẽ nhìn thấy cả một cái lốp phụ đằng sau như thế kia. Hệ thống nhíp treo với 4 lá rất là to bản như thế này, 5 lá rất là to bản như thế này thì cho phép chúng ta vận chuyển một lượng hàng hóa rất là lớn, có thể hơn 1 tấn, không gặp vấn đề gì. Ok, chúng ta sẽ vào nội thất một chút để xem qua cái dòng sản phẩm này có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ có hệ thống ghế da. Ghế da màu đen rất là đẹp. Với cái hãng xe khác như là Kenbo hay là Đông Ben, chúng ta vẫn chưa có ghế da. Rồi cái sản phẩm này đã trang bị ghế da. Thì với những cái ai mà lần đầu tiên lên chiếc xe này để lổ được máy thì các bạn cũng biết rằng là họ sẽ trao đổi rằng là không lổ được, tại vì họ chưa nhấn phanh. Thì cái dòng sản phẩm này nó khác biệt một chút, thì chúng ta phải nhấn phanh mới lổ được máy. Đây các bạn nhìn mình lổ máy chấm phanh này. Chúng ta lổ máy lên thì chúng ta sẽ thấy là cái tiếng xe nó rất là giống như chiếc xe con. Đây là âm lượng khi chúng ta điều chỉnh FM radio này. Hệ thống ghế da, tay lái trợ lực. Một cái sản phẩm này cũng được giới thiệu từ hãng là sử dụng cái tay lái trợ lực với cái thông số là 95 nanomet. Trợ lực nhiều như vậy thì giúp chúng ta thứ nhất là nhẹ hơn, thứ hai là cái khoảng mà xe trả lái là cũng sẽ tốt hơn. Các bạn nhìn này, đó sẽ tự trả lái lại. Ok, với cái nội thất một màu đen tuyền như thế này thì trong thời gian dài nó sẽ không bị cũ. Nó sẽ không bị cũ và theo mình thì đánh giá đây cũng là một cái thiết kế khá là đẹp so với những chiếc xe van khác. Hệ thống nó không trần. Tại sao xe này lại chỉ có giá như một chiếc xe của các hãng khác nhỉ? Với cái chiếc trang bị như này thì mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái thời điểm mà rất tốt để các bạn sở hữu chiếc xe này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tay lái trợ lực 95 nanomet, chúng ta sẽ có hệ thống phanh ABS. Không một sản phẩm xe van nào trên thị trường có cái tích hợp cái hệ thống phanh ABS như cái sản phẩm này. Chúng ta có lốp to hơn. Và đặc biệt, ok để mình xuống. Và đặc biệt chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái hệ thống máy Nam của Đức với cái công suất là 85 kW, một công suất rất là lớn so với những cái sản phẩm của các hãng khác. Công suất chỉ loanh quanh ở 80, Kenbo thì là 65 và Suzuki chỉ dừng lại 35. Với cái công suất máy lớn như thế này thì cho phép chúng ta là vận chuyển một lượng hàng hóa lớn hơn và đi khi chúng ta di chuyển nó cũng sẽ êm ái hơn và thích hơn rất nhiều so với những dòng sản phẩm khác. Ok. Ô tô Thiện Nhân là một trong những cái đơn vị mà phân phối các dòng xe tải van và xe tải nhẹ của Photon hiện nay có trên thị trường. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu về dòng xe này hoặc muốn biết thêm chi tiết về dòng xe này, mời các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc gọi về điện thoại cho mình. Mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái dòng xe này. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.